được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng với kiến trúc và không gian sang trọng như một lâu đài thần tiên. Siupat Grand Resort and Spa Sapa tọa lạc trên một ngọn đồi riêng biệt. Siupat sở hữu chiếc view tuyệt đẹp hướng về phía đỉnh Phan Xipang và dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Resort được thiết kế theo phong cách sang trọng, quý phái của kiến trúc châu Âu và lẫn các họa tiết, hoa văn của người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Sự kết hợp này sẽ khiến cho các bạn vừa thấy quen mà lại vừa thấy lạ. Sở hữu hệ thống lên đến 152 phòng nghỉ mà các phòng đều có ban công cho các bà chiêu luôn nha. Phòng thì có tông màu hiện đại với điểm nhấn đậm nét Sapa bản địa, nội thất bằng gỗ tối màu. Phòng tắm thì có cả bồn tắm đứng nằm và dụng cụ cá nhân đầy đủ luôn. Ở đây mà sáng sớm thức dậy ra ban công là được hưởng trọn không khí trong lành của đất trời nơi đây. Nếu đặt phòng ở đây thì đã bao gồm buffet sáng tại nhà hàng Samu. Đồ ăn thì khỏi phải bàn rồi, có cả các món ăn của người dân tộc địa phương. Chiều chiều thì xuống khu vườn địa đàng này làm ngay một set trà chiều rồi hóa thân thành nàng thơ sống ảo cháy máy luôn. Phải nói là sân vườn ở đây siêu chill, cứ đi đến đâu là có ảnh đẹp đến đó. Sau đó lên ngay bể bơi nước nóng tràn bờ với view núi siêu đẹp, vừa bơi vừa ngắm cảnh thì quá tuyệt luôn. Chúc các bạn đi chơi vui nha và đừng quên follow Du lịch 5 sao Việt Nam để biết thêm các thông tin về du lịch hấp dẫn.